Em ha, em hướng dẫn cho anh em cái vụ mà gói dây bộ đề nè, dịch nó không lên nè, dịch nó tới đây hết nè. Lại trong này nó bị gói dây nè, thấy không nè, dây nó không có rút vô được nè, nè. Gói tùm lum hết. Đó. Thì anh em mở, bắt đầu anh em mở con ốc này ra ha, mở ra như vậy. Với khi mình lắp vô máy mình cũng mở ống, mở cái chụp này ra vậy nè. Lấy máy này mình bắt vô cái thân máy ha. Coi kỹ kỹ coi chừng nó bung cái lò xo này ra nè. Nhẹ nhẹ nha. Nó bung lò xo trợ lực này ra lu bu lắm. Rồi tiếp tục cái phần này nè. Phần này thì mình lấy tay mình đè, mình giữ đây ha. Mình gỡ gối nè. Rồi. Có vậy thôi ha. Vô ga bình thường. Ha, nó quay ok gì thôi, gắn vô. Đè đè xuống nha, coi chừng nó hỏng lên, nó bung cái lò xo của cái vực này ra nữa nè. Rồi, em biết thì em chia sẻ gì thôi để mai mốt anh em có hư giật nó không rút vô thì mình coi cái clip này lại của em ha. Nó có làm gì thì đơn giản. Rồi. Vậy đó rồi gắn vô. Ngoài cái bộ vực này thiếu một cái nhông này nữa, để em lục cái nhông gắn vô anh em ơi. Còn thiếu cái nhông nhỏ này, nhông nhỏ này nó mới bắt vô motor nó đề vậy đó. Vì thấy nó thiếu thiếu có nhiều cái nữa, cái này nè, người ta bán người ta tháo, còn có một con ốc này nè, có sao thì em để vậy anh em về kiếm ốc gắn giùm em, chứ em cũng không có mua ốc này. Sao phải cắn cắn kì. Nãy nó chưa vô khớp nè, cho nó vô khớp xuống đây mới được. Nó phải nghe ẹt ẹt gì mới được nha. Này chia sẻ cho anh em thôi, mỗi mốt có hư thì mình khắc phục được. Rồi ok nè. Ba cái tay giật này có nhiều cái nó mất nè. Anh em thông cảm giùm em ha. Em kiếm cái gì em buộc vô cho anh em xài đỡ. Chứ nó mất cái này em cũng đâu kiếm đâu ra đâu. Rồi, cái gì về thông cảm gì mà em. Giá bộ này là 300 ngàn á. Đúng. Cái bộ mà không không có dây giật này thì 250. Ủa 200 chứ lộn. Bộ này 300, bộ không có dây có lục giác quay thì 200 ngàn. Rồi. Ok ha. Chào anh em ha. Ai mua thì liên hệ giùm em. 0961088776. Cái này là nó gắn cho TU, TL, ủa TU rồi với Komatsu 26, 23 rồi này, vừa ha. TL thì nó có 3 lỗ rồi, nó không vừa nha nè. Em nói lộn rồi. Rồi anh em nào mua thì liên hệ em ha. Em còn nhiều lắm. Chào anh em.